Kính thưa quý ông bà cô bác, con cháu thay mặt cho toàn thể tan gia quý quyến, xin trân trọng gửi đến các cấp chính quyền, quý cơ quan ban ngành, các vị cao niên trưởng lão, họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa, quý tình thông gia sư nghĩa, thân hữu đồng nghiệp của anh chị em của các con các cháu, lời chúc luôn nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Kính thưa quý ông bà cô bác, hôm nay gia đình chúng tôi gặp phải cảnh tang sầu, xin ly tử biệt. Một người em, người chị, người vợ, người mẹ, người bác, người cô, người dì, người thím, người mợ, người bà. Trong gia đình của chúng tôi là lão bà Nguyễn Thị Phước, 05 trọng bệnh. Mặc dù đã được gia đình và y bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa, họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa, quý tình thông gia xuôi nghĩa, thân hữu đồng nghiệp của anh chị em của các con các cháu động viên thăm hỏi, khấn nguyện ơn trên, cầu mong cho người thân luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng luật trời đã định sinh lão bệnh tử, lão bà Nguyễn Thị Phước đã từ trần hồi 4:10 ngày 1 tây tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 10 năm Quý Mão, hưởng thọ 60 tuổi. Để lại điều đau đớn mất mát quá lớn cho gia đình và họ hàng thân tộc, các con cháu mất đi người mẹ hiền, người bà cả đời vất vả hy sinh nuôi dạy cho con cháu thành nhân nên người, anh chị em họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa, quý tình thông gia sư nghĩa, mất đi một người thân, một người bạn luôn sống vẹn tròn tình cảm, kính trên nhường dưới, tận tâm vì mọi người, trân trọng tình làng nghĩa xóm. Người chồng nay cũng đã có tuổi, phải mất đi người vợ hiền, người bạn đời chung thủy, từ đây còn lại một mình. Nỗi đau này gia đình chúng tôi không biết đến năm nào, tháng nào mới có thể nguôi ngoai. Kính thưa quý ông bà cô bác, vừa hay tin mẹ hiền của chúng con, lão bà Nguyễn Thị Phước mãn phần, các cấp chính quyền, quý cơ quan ban ngành, ông bà cô bác thân hữu gần xa, quý tình thông gia sư nghĩa, thân hữu đồng nghiệp của anh chị em của các con các cháu vội vã đến đây, hết lòng an ủi, động viên, cúng điếu, quyến lãng hoa chia buồn. Gia đình chúng con xin tạc dạ ghi lòng tất cả tình cảm thương mến, chia sẻ niềm đau, ấm áp nghĩa tình của quý cơ quan ban ngành, quý ông bà cô bác thân hữu gần xa. Trân trọng cảm ơn họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng liên gia kế cận, chi hội người cao tuổi, chi bộ, ban công tác mặt trận khu phố 4, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban công chức văn phòng ủy ban phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện để đám tang mẹ hiền của chúng con được tươm tất và trọng thị, từ việc lễ nghi thắp hương cúng viếng, giải quyết các thủ tục khai tử đến việc lễ tân, là việc tiếp khách bên ngoài, sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ bên trong, tạo điều kiện tốt nhất để ông bà cô bác đến chia buồn với gia đình chúng con. Cảm ơn ông bà cô bác dành chút thời gian quý báu, không ngại đường xá xa xôi, buổi sáng đầu ngày, ngày đầu tuần, gia đình nhiều công việc, sáng hôm nay một lần nữa sum họp với tăng gia, đưa tiện cổ quan mẹ hiền chúng con về lễ nghi cuối cùng tại hoa viên nghĩa trang Bình Dương, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Gia đình chúng con cũng trân trọng cảm ơn các đơn vị hỗ trợ, cơ sở phục vụ mai táng Ba Chung, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tận tình chu đáo từ cổ ốc quan đến câu tưởng niệm. Giây phút nữa thôi, anh em đạo tỳ còn khiêng cao giác nặng đến giây phút cuối cùng. Xin cảm ơn quý sư thầy có bài kinh hậu niệm khấn nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiếp dẫn linh mẹ hiền lão bà Nguyễn Thị Phước vãng sanh về miền Tây phương cực lạc thăng thiên thọ phúc, có thể đạt được an giấc nhàn thu. Xin được cảm ơn ban nhạc lễ Nam Bộ và ban nhạc Tây tấu lên khúc Bi Ai cho đám tang cái phần ấm cúng và trang nghiêm. Xin được cảm ơn bộ phận hậu cần chén cơm tách nước đánh trống giữ xe mấy ngày qua không quản ngại nắng mưa tận tình phục vụ để đám tang được tươm tất và trọn vẹn. Kính thưa quý ông bà cô bác, trong lúc tang gia bối rối thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, mong ông bà cô bác niệm tình lượng thương bỏ qua. Xin phép ông bà cô bác cho anh của con là hiếu tế thay mặt cho tang gia quý quyến rót ba chung rượu lễ, rượu thảo, rượu ân tình, kính tất cả ông bà cô bác để đến giúp đỡ chia buồn đám tang mẹ hiền suốt những ngày đêm vừa qua. Kính tất cả ông bà cô bác có mặt đưa tang buổi sáng ngày hôm nay. Xin phép ông bà cô bác cho tang gia quý quyến được cúi đầu, kính tất cả ông bà cô bác có mặt đưa tang buổi sáng ngày hôm nay. Ba xá. Kính chúc quý ông bà cô bác dự đám tang ra về thượng lộ bình an, gia đình luôn luôn an khang thịnh vượng và sự cát tường, con cháu thay mặt cho toàn thể tăng gia quý quyến đồng cảm tạ. Và kính thưa quý ông bà cô bác, và trước khi tiến hành nghi lễ đậm quan với điểm tiếp theo vô hạn, xin phép ông bà cô bác cho anh chị em chúng con và các cháu được lắng lòng lại, có giây phút để tưởng niệm đến người mẹ hiền, người bà kính yêu từ đây đã mãi mãi rời xa. Mời các anh chị lên trước bàn thờ hành lễ lần cuối trung linh của mẹ hiền của bà nội bà ngoại. Sát lên trên luôn, lên sát lên trên.
Dạ kính thưa mẹ, kính thưa bà nội, kính thưa bà ngoại. Thưa mẹ, giờ đây chỉ còn cái phút giây ngắn ngủi là cha và các con các cháu cùng ông bà cô bác để đến chia buồn với gia đình mình, sẽ đưa tiễn cô Áo Quan mẹ hiền về nơi nghỉ cuối cùng. Giờ đây trước hương linh của mẹ, các con các cháu xin cất lên tiếng lòng trước lúc tiễn mẹ hiền đi xa. Thưa mẹ, chúng con tự biết công dưỡng dục sinh thành như biển trời đa lắng, cả cuộc đời cha mẹ đã vất vả hy sinh nuôi dạy chúng con thành nhân người. Công ơn dưỡng dục sinh thành dù chúng con có làm điều gì cũng không thể nào đền đáp được. Dù hôm nay chúng con đã thành nhân, đã có gia đình riêng, nhưng trước cha mẹ chúng con vẫn nhỏ bé vô cùng. Chưa bao giờ, chưa giây phút nào chúng con rời khỏi vòng tay thương yêu chở che của cha mẹ. Thưa mẹ, những ngày tháng qua đôi lúc vì vô tâm vô ý, các con các cháu đã làm cho cha mẹ phải buồn lòng. Với tấm lòng luôn bao dung hải hà, kính mong mẹ tha thứ lỗi lầm cho con cho cháu. Giờ đây trước cụ Áo Quan, trước hương linh của mẹ, các con các cháu xin hứa, anh chị em chúng con sẽ mãi mãi yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sống trên thuận dưới hòa, khắc cốt ghi tâm lời dấu của mẹ, cố gắng thực hiện thật tốt di nguyện của mẹ. Các con các cháu phải thay thế cho mẹ sẽ chăm sóc và phụng dưỡng cho cha khi bốn sẽ chịu hơn. Cha ơi, cha hãy dựa vào chúng con, gia đình mình hãy nương tựa lẫn nhau cùng vượt qua nỗi đau khi không còn có mẹ trong gia đình. Chúng con sẽ luôn luôn hiếu kính với cha, chúng con sẽ được khấn nguyện ơn trên cho cha luôn luôn được thật nhiều sức khỏe, sống an nhiên hạnh phúc bên con bên cháu. Thưa mẹ, sau khi chúng con đưa tiễn cụ Áo Quan về đến nghỉ cuối cùng, xin cầu nguyện hương linh mẹ đưa cho lần có trở về nhà để con cháu sớm hơn được làm tròn chữ hiếu, báo đáp ơn nghĩa sinh thành qua đến trầm hương hoa thơm trái ngọt chén cơm tất nước. Chúng con sẽ được khấn nguyện địa tạng vương Bồ Tát tiếp những linh mẹ hiền vãng sanh về miền Tây phương cực lạc thăng trên tòa phúc có phải nằm được ăn giấc ngàn thu. Và xin kính mời các anh chị một lần nữa gia đình mình quỳ xuống lại mẹ hiền, lại bà nội và ngoại ba lạy trước khi gia đình tiến hành nghi lễ Áo Quan. Lâu lâu cầm máy luôn. Dạ kính thưa gia đình, phần nghi lễ cảm tạ của gia đình đến đây là hoàn tất. Xin cảm ơn gia đình, con cháu xin cảm ơn ông bà cô bác. Và giờ đây xin phép gia đình, xin phép ông bà cô bác cho đội mai táng dọn dẹp trang trí, trợ táng mà là phong đèn, chuẩn bị những phần nghi lễ tiếp theo cho lễ đồng đoan. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xin Đức Phật từ bi quay thuyền bát nhà, tiếp dẫn linh mẹ hiền về nơi miền Tây phương cực lạc. Mẹ ơi, giờ đây con cháu kề bên cổ Áo Quan nghẹn ngào đau đớn. Giây phút nữa thôi mẹ đi vào cõi nhớ, hình ảnh thân thương theo năm tháng xa mơ. Mẹ ơi, sẽ thắng lòng con ngân lệ luôn đào, nhìn cõi hương bay lòng con cháu vọng thấp. Ngơ ngá tìm, giờ tìm mẹ hiền ở nơi đâu, ai hiểu cho đau đớn nào bằng mẹ hiền đi xa mày mày. Nhà mình từ đây buồn lắm mẹ ơi, mẹ để lại con cháu nỗi niềm đau đớn. Để lại cái con đơn đau
giờ ám đáng sầu bi. Nhìn với anh mẹ các con ngậm ngùi thương nhớ, càng nhớ mẹ hiền càng buồn đau đớn tiếc thương. Nước lệ vào lòng con miếm chạm đôi môi, biết mẹ đã rời xa cha xa con xa cháu, mẹ đi xa mày mày có hương lòng theo buồn con quặng thắt. Giờ tìm nơi đâu hình mong mẹ hiền. Mẹ ơi bác tâm cung các con tóc phương cưng mẹ, mẹ về mẹ cưng chiếu qua làng khói hương. Tờ đây cách biệt âm dương, con nhìn về anh đón đau ngậm ngùi. Nội hiền kinh yêu ơi, ngoại hiền kinh yêu ơi, bà ơi âm trần dương gian giờ đây cách biệt cõi vĩnh hằng. Nội hiền an giấc ngàn thương, hình ảnh nội trong gia đình chỉ mới đây thôi. Giờ có áo quan còn đó sao ngàn trùng xa cách. Ngoại ơi công dường vô thương mang cháu con chỉ vẹn tròn chữ yếu đau. Ngày tan em vui ngoại chưa trọn sao vội đi xa không về nữa bao giờ. Ngoại ơi, cháu biết từ đây cháu đã mãi xa người. Chắc đất lời cháu thương bà lắm, mà ngày nào cháu có người đó nói thành công. Cứ nổi một đời chịu phong ba, mang áo dài tôn bạc màu sương gió. Mới biết dòng đời tất ta ngược xuôi, vì cháu con cả đời nỗi nặng gánh. Cười giọng nói vợ bà nội đi xa không về nữa bao giờ. Ngoại ơi nước mắt con rơi theo nắng hương buồn, trong gia đình còn với anh ngoại ở đó hương gói trầm buồn cháu con nhớ thương. Nỗi đi rồi mãi mãi rời xa cháu con, miền đất Phật và nhà du nơi tiên cần. Ngoại đi xa rồi sao con cứ ngỡ, ngoại đang nói cười đang ở đâu đây. Nội hiền kinh yêu ơi, ngoại hiền kinh yêu ơi, bà ơi sáng nay nhà mình có tất cả mọi người, con bà cô bác họ hàng thân tộc, có con có cháu, nỗi thương nỗi mong
tiễn bà đi xa một lần sau cuối. Một chuyến đi cháu tỷ nội hiền về nơi lạc trần gian. Con tạo cơ cầu ai nợ kiến xui, tử biệt sinh ly ngàn thu cánh trời. Cháu con tìm ngoại cháu tìm trong những giấc mộng, người đã đi xa xa cháu còn hồi. Bà ơi đò con âm rồi sẽ rẽ lối, đưa tiễn người mẹ hiền, người bà kính yêu về nơi lạc gần Tây Phương. Ở nơi nước nhược non mộng, nỗi được thanh thỏa giấc nồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.